Hello anh em nha, chào mừng em đến với channel của mình. Và hôm nay tôi sẽ tiếp tục cái series acc giá rẻ và show cho anh em xem một số acc giá cực kỳ là rẻ và ngon nha anh em nha. Rồi đến với acc đầu tiên thì acc này KD 1.12, hạ lực hơn 12.000 tiêu, nói chung acc cũng bỏ chơi thử anh em ạ. Đây, acc thì level 83, đặc quyền VIP 4 và nói chung cũng gần lên VIP 5 nha anh em nha. Nạp 300.000 nữa là lên VIP 5. Acc phải còn dư 2.018 kim cương, nói chung cũng khá là ok. Và tôi sẽ vào sâu kho đồ. Kho đồ thì chỉ có M451 bit, AL94 VIP, MSG Never 2, 6 lòng VIP, Thun Sơn Băng, Dea Thunder, Dìu Xanh. Và đặc biệt là cái ngon là có Kuri VIP Inflow ạ. Nói chung là đặc quyền VIP 4 thì ít người có lắm ạ. Rồi AK47 Rosa, BCAC Nobel Dragon, Xếp Tổ Ong Việt Nam, Kuri Ultimate Gold, M451 Băng, M451 Glory, chúng tím thì rất là nhiều. AK Chao, 9A91 X-Max, Barret Royal Dragon, Dua Team B Royal Dragon, nói chung là rất nhiều súng tím anh em ạ. Con gà này, rồi có cả thêm Barret đen nữa, cũng rất là ok. Vật phẩm thì có nhẫn 3 dòng 5 sao và ngắm kẻ địch hiện HP, nói chung là rất là chất. Đấy, kim cương thì còn 2.000. Rồi có sẵn cả thẻ đổi tên cho anh em nào mua, chỉ việc đổi tên thôi ạ. Chúng thiên phú thì cũng úp khá là tương đối, BBB thì gần mắc hết, nói chung rất là đẹp. Thành tựu thì level 4 nha anh em nhé. Rồi tôi sẽ vào sâu phần quà thôi. Vòng 4 bit thì quay được 2, 4, 5 ô. Vòng Akachan thì quay được 3 ô. Và vòng M4 thì quay cũng được 3 ô thôi. Đấy, kho đồ thì nói chung cũng đủ súng cho anh em chơi. Ngon nhất thì có cây quắm VIP ạ. Và còn hơn 2.000 kim cương. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi đến với cả tiếp theo nha anh em nhé. À tại thì VIP 3 thôi. Và nói chung cũng không đi danh, bắn có hơn 800 kill thôi, nên phải 55 anh em ạ. À thì còn gần 1.000 kim cương nhé, 940 kim cương nữa, cũng khoảng khá nhiều kim cương. Thì à này thì giá chỉ hơn 100k thôi, nói chung cũng rất là ok. 6 lòng VIP này, AK47 Nobel Dragon, BCAC Nobel Dragon, AK47 Belly này. Nói chung là súng tím rất nhiều. AWM Blue Battery, quắm rồi M451SS, Team BSS, búa sắt và có cả Barret đen nữa. Nói chung là cũng rất là ok, đủ để anh em chơi. Nhân vật thì có AOE rồi. Đấy, vật phẩm thì còn rất nhiều điểm thiên phú. Thiên phú thì cũng úp được tương đối thôi. Còn vòng quà thì mỗi vòng quay được 2-3 ô gì đấy. Có vòng M4 thì gần full, còn 5 ô nữa, cũng rất là ok để anh em đầu tư. Rồi AK thì hơn 100k nhá anh em nhá. Đấy thì cũng có 6 lòng để DIE rồi AK rồi cận chiến có cả Barret nha, Barret đen đó. Nhân vật thì cũng có đủ và còn 940 kim cương. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi đến với cạc tiếp theo nha anh em nhá. AK này thì VIP 0 thôi, KD 1 chấm và hảo gục thì 6.180 kim. Nói chung là anh em nào thích đầu tư AK VIP 0 thì mua AK này rất là ok này. Đấy, về lạc mấy chục ca là được mấy nghìn kim cương rồi. Đầu tư là cũng không, cũng rất ok. À thì có JBK VIP Never 1, PM240 Bethesda quay vào 100 kim cương và Katala Transformer. Chung là súng tím thì rất là nhiều anh em ạ. Đấy, súng tím thì AK rồi các kiểu rất là nhiều. Búa hơi rồi AWM lớp rồi AK47SS các kiểu, AK74. Đấy, rất nhiều luôn. Đấy, súng mở dương thang lốt này. Nhân vật thì cũng rất ngon nhé, VIP 0 nhưng mà cũng có nhân vật rốt vĩnh viễn. Còn vật phẩm thì 15 đá thức tỉnh thôn sơn, nhẫn 3 dòng 5 sao ngắm kẻ địch hiện HP. Cái này tẩy rất tốn rất nhiều này, không phải ai cũng tẩy được 3 dòng 5 sao nha anh em nhé. Đấy, mà VIP 0 có, nói chung là cũng khá là chất. Thiên phú thì cũng rất là ngon, mắc cỡ bom nhanh rồi. Vòng quà thì mỗi vòng quay được có 2-3 ô gì đấy. Rồi tôi sẽ đến với gà tiếp theo. Rồi đến với cạc tiếp theo nha anh em nhé. Ác này thì bán hơn 100k thẻ Garena thôi, KD 1.02. Nói chung là ác VIP 3 và gần lên VIP 4 nha anh em nhé. Đấy, 100 nữa lên VIP 4 cũng lạp 900.000 rồi. Ác thì còn dư 464 kim cương, đủ để anh em mua một cái thẻ đổi tên thôi. Có đồ thì có MSG 90 level 1 và level 2, A12 Booster, M4A1 Alonimus, rồi Ska Guardian, Katala Transformer, AK47 Gold, 9A91 X-Max, rồi M200 cung hoàng đạo, rồi DE xẻng X-Max, rồi cũng có 3Z Spring. Nói chung là hơn 100k giá cũng khá là ok đấy. Rồi có xẻng Tết Nguyên Tiêu, búa sắt các kiểu. Nói chung cũng có súng là 3Z các kiểu là ok. Rồi nhân vật thì có AOE và con set. Đây, vật phẩm thì cũng có nhẫn,
còn có một dòng 5 sao thôi. Thêm phố thì úp cũng rất là ngon rồi. Rồi tôi sẽ vào sâu luôn phần quà đi. Vòng Monbit thì quay được 2-4-5 ô, vòng Akachan thì quay được 2 ô, và vòng 4-1 thì quay được 2 ô ra búa sắt và con AOE cũng rất là ok. Tôi sẽ đến với card tiếp theo nha anh em. Tôi đến với card rẻ tiếp theo nha anh em nhé. Thì card này thì level 62 và KD thì nói chung cũng 0.8 mấy, nhưng mà bắn có hơn 100 kill thôi. Rồi kho đồ thì có một khẩu DE Thunder, nói chung thì mấy chục ca thôi, DE Vũ Công để anh em đỡ phải lập lick. Đấy, rất nhiều súng tím luôn. Nhân vật thì chưa có gì. Vật phẩm thì có nhẫn và có 3 dòng, thì có 2 dòng 5 sao và 1 dòng 4 sao. Rồi thiên phú thì mới úp được một ít thôi. Có vòng Akachan thì quay được 5 ô, và vòng M4 thì mới quay 1 ô. Rồi tôi sẽ đến với cả cuối cùng nha anh em nhé. Arc thì VIP 2 thôi, level 66. Nói chung mấy cái arc vài chục ca này thì để anh em mua đỡ phải lập arc thôi, chứ còn cũng chẳng có cái gì. Thì xấu nhanh thôi cho anh em ạ. Có khẩu Scar Quy Điền và nắm đấm Tây Tần thôi. Rồi DE Vũ Công, có nhiều anh em có arc rồi thì bảo mấy cái arc này cho chả lấy. Đúng, nói thật sự nếu như ví dụ như tôi thì cho chả lấy. Người ta mấy anh em kia cứ bảo bán lấy vài chục, bán được đồng nào hay đồng đấy. Thành ra tôi làm clip thôi. Đấy, súng cũng rất là nhiều. Rồi nhân vật thì chả có cái gì cả. Cũng có nhẫn này. Thiên phú thì nói chung cũng úp được một ít. Rồi vòng quà thôi. Rồi, mỗi vòng quay được 2-3 ô gì đấy. Thì anh em nào mua arc thì inbox Zalo tôi nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Để anh em thấy hay, like and sub, ủng hộ kênh tôi nha.